Xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Rất cảm ơn hôm nay là hai bác xe Mercedes E250 đã qua ủng hộ em nắp chiếc màn hình Android 360. Nhưng con này em đang chuẩn bị đây, sẵn đồ đây rồi. Thì tí nữa đây, em nâng cấp lên chiếc màn Android. Con này của em là màn 864 nhé, màn RAM 864, chip 2.0, cực kỳ nhanh luôn, chạy mắc phê cho các bác. Mà RAM 8GB bây giờ nó là gọi là số 1 thị trường rồi. Đấy, em đang chuẩn bị nắp đặt đây. Đấy, em đang tháo ra. Đây con mẹc này em đang nâng cấp màn Android 360. Cũng Android 360 con này đây, các bác có thể xem này. Em này đang nâng cấp, đang chỉnh cái mắt. Đó, chỉnh cái mắt. Những con mẹc như thế này thì lắp lên nó khá là đẹp đấy, nó còn giữ nguyên cái hệ thống âm thanh zin này. Nếu các bác thích nghe âm thanh hay ấy, chất lượng thì bác dùng cái đầu CD này. Còn nếu thích đa phương tiện, giải trí đa phương tiện thì bác dùng cái màn hình trên này. Cái màn hình trên này nó kết nối các kiểu con đạt điểm, và nó như cái điện thoại thông minh rồi, cực kỳ tuyệt vời. Bác sử dụng đa tính năng, dẫn đường, ra lệnh, giọng nói, điều khiển các loại. Tí nữa em bóc cái này là em xem mắt cam. Bây giờ cái mắt cam em chưa bóc ấy, em chưa bóc cái mắt này, nó nhìn nó mờ mờ thôi. Nhưng con này còn 1080 gọi là nét nhất thị trường bây giờ rồi. Em lắp, em toàn lắp cái loại này thôi, em không lắp cái loại 720, chất lượng em kém đâu. Đây mắt cam của nó là mắt Sony, mắt Sony 225. Này các bác có thể xem này, đây là Sony 1080p này. Loại này thì các bác không, em chưa lắp mà thấy các bác nào chê cam kém đâu. Và đặc biệt nữa này, các bác có thể thấy này, cái cam em nắp thấy đẹp không? Các bác thấy đẹp không? Nắp như zin luôn này, đó. Gần như là không nhìn thấy mắt cam đâu. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Các bác yên tâm nha, kỹ thuật của em, bên em lắp không là số 1 thì cũng là phải là số 2 rồi. Các bác yên tâm. Đấy. Làm hai con này, cái thời gian làm mỗi con mẹc này chắc nó phải mất được khoảng nửa 3 tiếng đến nửa buổi các bác nhé. Các bác có thời gian để em có thời gian sắp xếp để em làm nó ấy hơn, nó chi tiết hơn, nó cẩn thận hơn, thời gian nó lâu nó sẽ cẩn thận hơn. Đấy các bác có thể thấy là cái cam này nắp tịt vào bên trong. Nếu nhìn bình thường này, nhìn bình thường nó chỉ nô ra một tí thôi. Đây là cái cam hành trình nhé, cái cam hành trình thì kệ nó thôi, thì các bác cứ để thôi. Ok, tí nữa xong nếu nó có gì hay thì em sẽ review bác xem. Còn nếu các bác quan tâm về các cái sản phẩm nâng cấp độ âm thanh, độ màn hình Android, sửa chữa nhé, em chuyên sửa chữa cả những cái thứ này luôn, thì qua em thôi. Em chuyên làm những cái này rồi. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.